Thưa quý vị, vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, hợp đồng lao động nhằm gắn trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng với các ngư dân trên tàu. Bên cạnh đó, thường xuyên tăng cường sự hiện diện của lực lượng trên biển nhằm phát hiện, bảo vệ, ngăn chặn việc tàu cá ngư dân có nguy cơ xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đóng chân trên địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu, thời gian qua, lực lượng chấp pháp của Vùng Cảnh sát Biển 3 đã cùng với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai công tác đấu tranh phòng chống khai thác IUU để kéo giảm tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân đang hoạt động trên biển, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng tài sản của ngư dân và phương tiện hoạt động hợp pháp trên vùng biển thuộc tỉnh và vùng khơi của Việt Nam. Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo Vùng Cảnh sát Biển 3 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp quản lý khai thác thủy sản một cách hiệu quả, thực hiện quy chế đồng bộ. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các chủ tàu cá về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác đánh bắt thủy hải sản, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có 2.166 tàu, 9.288 thuyền viên. Từ năm 2018 đến nay, thành phố Vũng Tàu đã tổ chức tập huấn được 17 lớp, 1.106 lượt người tham dự, thành lập 126 tổ đội đoàn kết đánh bắt thủy sản trên biển. 100% chủ tàu cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài, phối hợp tổ chức lớp tuyên truyền xây dựng mô hình chuyển đổi nghề lưới kéo sang nghề khuyến khích phát triển như nghề câu, vây khơi, in ấn, phát tờ rơi, tuyên truyền, cung cấp các thông tin cần thiết trong quá trình khai thác trên biển, khai thác IUU và các hình thức xử phạt tới từng chủ tàu, thuyền viên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân. Từ đó góp phần tích cực nâng cao nhận thức cộng đồng, dân cư trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác đúng theo quy định của pháp luật, không đưa tàu cá người dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trên địa bàn tỉnh hiện có 5.401 tàu cá, trong đó có 2.798 chiếc khai thác thủy sản xa bờ, 733 chiếc khai thác vùng lộng và 1.870 chiếc khai thác ven bờ. Số lượng tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình là 2.631 chiếc và 829 chiếc đã lắp thiết bị thông tin liên lạc định vị vệ tinh GPS VX-1700. Về tình trạng tàu cá và người dân Bà Rịa Vũng Tàu vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài có giảm nhưng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong 7 tháng năm 2022, có 4 vụ, 8 tàu cá và 63 người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ do khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Thời gian qua, để công tác tuyên truyền, việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên liên tục. Từ năm 2018 đến 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức các lớp tập huấn với hàng ngàn lượt người tham dự, thực hiện in ấn cấp phát hơn 10.000 sổ nhật ký theo từng loại nghề khai thác, phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU cho các chủ tàu thuyền, thuyền trưởng, tập trung tại các địa bàn trọng điểm thường xuyên có tàu cá, ngư dân vi phạm. Đồng thời thành lập 6 văn phòng đại diện kiểm tra kiểm soát nghề cá đặt tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên biển, tổ chức chương trình Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Qua đó đã ký kết triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền luật thủy sản và phổ biến công tác chống IUU. Công tác phối hợp ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tổ chức cho 100% chủ tàu cá, thuyền trưởng ký cam kết không đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép trước khi xuất bến. Về ghi nộp nhật ký khai thác thủy sản, các chủ tàu, thuyền trưởng đã chấp hành việc ghi nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua, chuyển tải. Các cảng cá thực hiện tương đối đầy đủ công tác thu nhật ký khai thác.
đồng thời chỉ định thực hiện phân công cử cán bộ theo dõi, lập biên bản kiểm tra tàu cá cập cảng, rời cảng, cấp giấy biên nhận bốc dỡ thủy sản qua cảng, có lập sổ theo dõi, khai thác thông tin tàu cá cập và rời cảng, lập sổ theo dõi tàu cá cập cảng, bốc dỡ thủy sản qua cảng, ghi chép thông tin theo biểu mẫu quy định. Song song đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch yêu cầu các ban ngành địa phương phối hợp triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp cả trước mắt và lâu dài, phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Hải quân, triển khai đồng bộ các biện pháp hữu hiệu, cứng rắn để chủ động ngăn chặn vi phạm IUU. Ngoài ra, các địa phương, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh cũng tập trung tuyên truyền cho ngư dân, đặc biệt là đội tàu khai thác vùng biển xa, nắm rõ các ngư trường đang có sự chồng lấn để tránh vi phạm. Thông tin đến ngư dân các cảnh báo chủ trương xử lý cứng rắn của nước ngoài khi tàu cá Việt Nam vi phạm lãnh hải nước bạn. Vận động ngư dân cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đẩy mạnh việc thành lập các tổ đội khai thác trên biển để hỗ trợ, giám sát lẫn nhau trong quá trình khai thác trên biển. Để công tác quản lý tàu cá đi vào nề nếp, các đại biểu Quốc hội đã đưa ra một số đề nghị như cần tăng cường phối hợp với các tỉnh, địa phương, các cơ quan chức năng trong việc thực hiện IUU. Ngoài ra, lực lượng chức năng quản lý đội tàu trước khi ra khơi ở một số cảng cá, bến tàu tại Bà Rịa Vũng Tàu cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Cơ chế phối hợp thông tin liên lạc còn chậm. Đề án chuyển đổi ngành nghề cho người dân chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Chưa có quy chuẩn chất lượng về thiết bị giám sát hành trình, dẫn đến tình trạng ngư dân cố tình tắt hoặc gửi thiết bị sang tàu cá khác để hoạt động khai thác trái phép. Các lực lượng như Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, địa phương, Bộ Biên phòng thì chỉ có quản lý vùng bờ và vùng lộng, còn vùng khơi thì không quản lý được. Thì trong thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để ký kết cái quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Cảnh sát biển vùng 3. Thì báo cáo với các đồng chí là hiện nay thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chưa ký được cái quy chế phối hợp với vùng 4 cảnh sát biển, bởi vì là do cái vùng 4 thì nó lại nằm ở miền Tây. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 4 cũng chưa có cái trao đổi để chuẩn bị cái công tác ký kết phối hợp. Thì chúng tôi ghi nhận trong thời gian tới sẽ phối hợp và sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để ký kết quy chế phối hợp, làm sao chúng ta quản lý được tất cả các vùng biển giáp danh giữa Bà Rịa Vũng Tàu và các cái tỉnh, đặc biệt là Indonesia, để chúng ta phối hợp trong cái công tác kiểm tra kiểm soát tàu cá và ngăn chặn các cái tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài. Nghị định 26 hướng dẫn luật thủy sản thì cái việc niêm phong thiết bị giám sát hành trình là thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp. Thế thì bây giờ để kiểm tra cái thiết bị giám sát hành trình, chúng tôi vừa rồi báo cáo với các đồng chí là có mời 8 nhà cung cấp mà đang cung cấp các cái thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và vừa rồi chúng tôi đã yêu cầu các nhà cung cấp này phải kiểm tra tổng rà soát toàn bộ các thiết bị giám sát hành trình cho các cái tàu cá của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trên cơ sở đó thì những tàu cá nào mà đã bị tháo niêm phong thì phải niêm phong lại. Và sắp tới chúng tôi cũng đề xuất cái giải pháp là Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cái văn phòng đại diện ở cảng cá, chúng ta sẽ kiểm tra các cái niêm phong cũng như là các cái dấu hiệu có thể ngư dân tháo gỡ các thiết bị giám sát hành trình, kể cả trước khi đi và khi tàu cập cảng. Để trên cơ sở đó, nếu như chúng ta phát hiện nghi vấn thì chúng ta sẽ đấu tranh điều tra xác minh, giao cho biên phòng điều tra có thẩm quyền điều tra xác minh để chúng ta đấu tranh. Nếu ngư dân thừa nhận và có cơ sở là chúng ta sẽ xử lý theo quy định. Mặt khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tăng cường công tác giám sát, thanh tra, nhắc nhở, đôn đốc đối với người dân về thực hiện IUU. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần nâng cao vai trò trách nhiệm và năng lực, cũng như trang bị tàu thuyền cho các lực lượng chức năng liên quan để làm tốt hơn công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trên biển. Riêng đối với cái tàu mà di chuyển khỏi địa phương đó, thì đề nghị nông nghiệp công chí phối hợp với các sở nông nghiệp, các tỉnh cũng đã chủ động có thiền quy chế cùng với tỉnh rồi, thì bây giờ thống kê toàn bộ những cái tàu này hiện nay của tỉnh đang nằm ở đâu. Thì bây giờ là nếu ở các tỉnh khác thì không có, ta xóa tên không còn tàu và điểm tàu nữa. Chứ giờ chúng ta nói là di chuyển qua tỉnh khác hoạt động chúng ta không quản lý để cùng đánh bắt mà kia là vi phạm cái nêu tên điểm tàu. Có đây là câu chuyện là cái hạn chế chúng ta, cho nên hôm nay chúng tôi cũng xin tiếp thu cái nội dung này để mà thực hiện đề nghị các lực lượng như cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư, thì tới đây khi ủy ban tháng 9 này sẽ triển khai cái quy chế đánh giá lại quy chế phối hợp, kể cả cảnh sát biển vùng 4 thì đề nghị các chỉ chuẩn bị tốt các cái nội dung, chúng ta coi lại quy chế rồi ban hành ra thực hiện cái gì cũng được, thực hiện gì khó, và ta thống nhất cái kế hoạch để tuần tra trên biển các tính địa bàn vùng biển để làm sao để các cái tàu của chúng ta là khi ra cái vùng đó là kiểm soát ngay kịp thời. Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát, thanh tra nhắc nhở, đôn đốc ngư dân thực hiện chống khai thác IUU, trang bị tàu làm tốt hơn khâu tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trên biển. Khẩn trương hỗ trợ cho ngư dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong 2 năm qua.
đồng thời điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản để kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quy định các vùng đánh bắt cho phù hợp. Các đồng chí cũng đã xây dựng được cái dự thảo, cái đề án là chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân, tập trung cho cái đánh bắt thủy sản, vùng nào nuôi trồng thủy sản, vùng nào để đảm bảo được cái nguồn lợi thủy sản. Đánh giá rất là cao các đồng chí những vấn đề đó. Tôi đề nghị các đồng chí là phải củng cố kiện toàn ban chỉ đạo. Bắt buộc phải có ban chỉ đạo rồi chúng ta phải củng cố kiện toàn lại để chúng ta là rồi phân công thực hiện. Đó, bắt buộc là phải như thế. Thứ hai nữa là phải tăng cường công tác là kiểm tra, giám sát, thanh tra, đôn đốc nhắc nhở. Cái công tác tuyên truyền đề nghị các đồng chí phải tập trung để làm sao mà tuyên truyền vận động. Đó, không những vận động cho bà con ngư dân mà vận động cho gia đình bà con ngư dân, vận động cán bộ chiến sĩ, không? Đó, rồi công chức, viên chức phải làm tốt cái vai trò trách nhiệm mình nữa. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần quan tâm các chính sách bảo hộ ngư dân để họ yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị, chương trình đại biểu dân cử với cử tri hôm nay xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.